Xin chào bạn, hôm nay đang xin giới thiệu các bạn bao đựng cần nguyên hộp đây các bạn nhé, Samting XR 718S và 718 thường các bạn nhé. Đang sẽ review từng cái một trong nguyên hộp này các bạn, giới thiệu các bạn từng cái một. Trước tiên là Hải đang giới thiệu các bạn 718 thường, không phải S. Đây, bác cho các bạn. Bao này chất liệu da rất mềm. Cái loại này là không không không, không có chân và bánh xe. Loại 718S là có chân và bánh xe. Đây các bạn, chất liệu da rất mềm, dây đeo cũng đã khác hẳn, da các bạn nhé, không phải vải nhé. Nghe chỉnh lại đi, các bạn nhìn cho rõ nói chất liệu da. Đây là có dây dây buộc để bảo vệ chống sốc cần đấy các bạn. Sẽ quay hơi tối đi. Đây, dây buộc của nó đây. Bên trong này có một ngăn thôi. Dòng thường này có một ngăn. Giá thành thì nó rẻ hơn. Bao da. Và một ngăn phụ. Ngăn phụ nó đây. Da này, ngăn phụ này được giữa lớp da và lớp mặt này là có một lớp đệm êm nữa. Mút, nó là mút. Khóa rất nhẹ. Thông số của chiều dài của nó đây các bạn, dài 1m24, rộng 15 x 15, chất liệu da đây các bạn, sản xuất tại Trung Quốc và China. Đấy. Đang vừa review bao đựng cần Samting là 718 thường, đang sẽ review các bạn 718S. Đó, 18S. Thì cái bàn của đang review hơi chặt, đang sẽ phải mất thời gian chuyển di chuyển. Đấy, dòng thường kia không có quai sách này. Ngoài có vẫn là chất liệu da các bạn nhé. Để bắt vít bắt chắc luôn đây. Này. Đấy, này là phần trên rất êm, độ dày rất dày và rất êm. Bên cái này có trống các bạn, này, có trống, khác bao kia là không có trống. Và có bánh xe các bạn có thể kéo luôn. Đấy, bánh xe và trống. Bao này hai ngăn, hai ngăn chính và một ngăn phụ. Ngăn chính ngăn phụ, anh review bên ngăn chính như bạn, ngăn chính này. Đây là chân trống này, chân trống bạn lắp vào. Đây, hai ngăn thì một lớp vải nên cách cách giữa hai ngăn này,
Đây. Có dây buộc. Dòng kia buộc tay, dòng này thì có độ dính. Hai dòng khác ở nhau luôn. Thì nào của đấy, chất lượng chắc tỷ giá thành nó cũng hơn nhau nhiều ạ. Đây. Đây này cũng thế các bạn. Thông số cái này dài hơn các bạn. Thông số của nó đây. Thông số là 718S này, dài 1m31, rộng 17 x 17. Chất liệu da đấy, chất liệu này chất liệu da đấy. Đấy, vừa rồi Hải đang vệ sinh để giới thiệu các bạn bao đựng cần cứng chất liệu da đấy, của hai loại 718 thường và 718S. Hải đang vệ sinh chào, hẹn gặp lại các bạn những sản phẩm tiếp theo của đang vệ sinh.